Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Trong clip ngày nay Huấn Audio quay cái bộ ruột này để tí mình test. Đây dùng bát 30 của Hô Sinh nhé. Hô Sinh xin anh ạ, 30 Hô Sinh từ 185 và côn 75 và kèn 450 của NG này. Và phân tần F2A. Cái vỏ này thì bên mình sẽ dùng vỏ giò CF, một cái lưới sắt rất dày luôn mà đột rất đẹp. Phiên bản này thì bên mình đang dùng vỏ thùng ván, do yêu cầu của khách là muốn đồ tốt nên dùng ván nhé, chứ không phải là thùng bùn cưa. Mình bỏ đây anh em mình xem này. Đây là thùng ván nhé, đó thùng ván này, anh em mình cấn được ván này. Đấy, thùng ván bên trong thùng đây, bông đầy đủ, ghe góc đầy đủ, rất chắc chắn. Vâng, mình đây là quay ruột ga, còn tí nữa mình sẽ quay đoạn test cho anh em mình nghe sau nhé. Và chào anh em, tí mình quay đoạn test thì mình rắc sau thành phẩm nữa. Và sau đây bên Huấn Audio sẽ thực hiện test con giò CF mà anh em mình mới nghe xem trước đó, bộ ruột gan mình lên thành phẩm như này. Bây giờ thì tiến hành test nhạc anh em nhé. Đoạn vừa rồi quý vị và các bạn mới nghe mình test thì anh em thấy trống đánh rất thích, thả rất thích. Các bác có thể đeo tai phone hoặc là kết nối lên loa thùng để nghe tiếng trống đánh anh em nhé. Đối với tiếng trống thì các bác phải nghe tai phone hoặc là mình phải lên loa thùng, chứ bác nghe bằng điện thoại thì nó không ra được tiếng đâm hết anh em nhé. Và tiếp tục mời anh em nghe đoạn lời ca sĩ này. Đường đi lễ xuân đầu anh em mới nghe thì đối với dòng loa giáp dựng như này thì nó cho ta một cái chất lượng tiếng rất tốt, rất tốt trong tầm tiền. Với ruột gan như vậy thì anh em mình, nếu các bác mà mua hàng nhập khẩu nguyên thùng của Trung Quốc thì giá nó rơi vào tầm trên 7 triệu, anh em nó trên 7 triệu. Trong cái đó đôi loa này nếu anh em đến nhà lấy nhá, đến nhà lấy giá nó chỉ 5 triệu đồng, còn anh em mình phải bao ship đi thì sẽ là 5 triệu 3. 5 triệu 3 một đôi loa giò CF hoặc là vỏ full 6012, nó tùy từng bản. Nhưng đối với bản này là bản chất hơn nhé. Bên mình có vỏ full JBL 6012 nhưng cái vỏ đó là vỏ không bằng vỏ này. Vỏ này lưới đột chất hơn rất nhiều, anh em quan xem là chắc chắn nhé. Cũng là thùng bắt cân nhưng con này cho một cái khoang chứa thùng rất là to nên chống đánh rất thích. Anh em nào bồ kết những dòng loa dựng như này thì liên hệ bên mình nhé. Nếu là loa dựng thì đôi khi vào những cái đợt cao điểm bên mình mà đông hàng ấy, thì đợt này cũng rất đồng hàng thì nó bị chậm anh em, nó bị chậm so với những cái hàng anh em mua đồ rời thì chuyển đi ngay được. Đồ dựng này thì đôi khi mình phải làm cẩn thận. Một cái điểm cộng của con giò CF này nữa này, mình làm cả cái vỏ khác nhưng mình nói luôn điểm cộng của con này là nó sẽ cho ta một cái lỗ thông hơi đằng trước mặt mà sau con lưới chèn lại thì không bị tình trạng là chuột chui vào trong anh em nhé. Đó như vậy. Để được tư vấn về sản phẩm hoặc cần mua bán xin gọi điện cho Huấn Audio qua số máy 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em hãy đăng ký kênh để nhận được những bài giới thiệu các nhạc cũng như Nenco Combo của bên mình. Cảm ơn anh em.